Đây mình chỉ từ đầu nha. Cái đầu tiên đây là nguyên cái đàn nè, chưa cột tim chưa gì hết, mà khi gửi ra thì mình sẽ cột sẵn cái tim cho anh ha. Cái này là cái bơm đó, cái bơm. Còn cái này đó là cái nắp dầu, mình mở ngược chiều kim đồng hồ ra đó là mình đổ dầu thôi vô ha. Đây là xài dầu hôi nha. Mình đổ là mình đổ cỡ khoảng lít thôi, thì nó tới đây đó, nó tới đây cỡ khoảng lít dầu thôi đó. Mình phải chừa khoảng trống để cho nó tạo hơi ha. Cái nắp dầu á thì mình siết chặt vô. Nắp dầu là có cái ron ở đây, sau này mà nếu mà nó bị chai cái ron này, nó cứng á, nó đi hơi á, mắc hơi á, là mình thay cái ron này thì mình sẽ kèm theo cái ron ở trong đây ha. Rồi bây giờ mình siết lại nè, siết là siết cứng luôn nha. Rồi siết cứng luôn. Cái nút này á là cái nút xả gió, khi mà mình bơm lên là nó tạo áp trong đây, mình xả này ra là nó gió đi ra. Bình thường á là mình không đốt, là mình xả cái nút này ra để cho hơi nó thoát ra ngoài hết. Còn mình siết chặt vậy á là mình mặc dù mình không bơm nhưng mà hơi nó vẫn tự tạo áp ở trong đây, nó dẫn đến là đẩy dầu lên trên cái cần dầu ha. Đây nè, đẩy dầu lên lên bếp, nó chảy ra ngoài, cho nên khi mà mình không đốt mình xả ra. Còn khi mà mình đốt á thì mình mồi cồn vô cái chén cồn đó, cái chén cồn ha, mình mồi cồn cái cồn thiệt là nóng xong á thì mình mới bơm, chứ mình không bơm trước. Mình không bơm trước nha. Khi mà mình mồi mà mình cảm thấy là đủ nóng, đủ để mà dầu nó khóa thành hơi á, thì mình mới khóa cái van này lại nè. Mình bơm để dầu nó đi lên đây, nó quá hơi, nó phun qua cái này, nó phun qua cái bét ha. Bét nó phun hơi lên, nó trộn với lại oxy bên ngoài, nó phun qua cái ống này. Ống này dẫn xuống để mà cháy cái tim này. Nhiên liệu với lại oxy nó sẽ làm cho cháy cái tim này sáng nha. Còn cái này mình lấy ra được nè, thấy không? Nhớ là khi để vô á, là mình để ngay cái lỗ nè, cái lỗ này thấy không, để ngay vô ngay này ha, để vô đây đó, để ngay vô và để cho khít sát xuống đó. Đó, khi mà mình đốt ngon lành hoàn chỉnh hết á thì mình chụp cái này vô, mình gài lại đó, đơn giản vậy thôi, không làm gì hết. Còn khi mà không đốt á thì dầu vẫn để ở trong bầu, không có được đổ ra ngoài nha. Rồi bây giờ mình hướng dẫn cái cách đốt. Cái này là cái sơ bộ để mà dùng cái đèn mang xong. Nguyên lý của nó rất là đơn giản. Túm lại là nguyên lý là dầu ở trong đây, khi mà mình bơm thì dầu nó sẽ đi lên cái cần này ha. Đó, đi lên cái cần này khi mà nó lên đây, nó gặp nóng, nó quá hơi, nó phun qua bét, thì từ bét nó sẽ trộn oxy làm cho cháy cái tim mang xong này. Còn hơi mà mình bơm căng á, thì cái tim này nó sẽ phình to đó. Mình bơm đến khi nào á, là nó sáng vừa đủ thì ok, còn mình muốn sáng hơn thì mình cứ bơm thêm. Em mình chỉ bơm một lần thôi và không có đi hơi ở bất kỳ chỗ nào trên cái bầu này hết đó. Rồi bây giờ mình tiếp tục làm clip thứ hai, mình hướng dẫn cái cách đốt đầu tiên ha, cách cột tim rồi đốt như thế nào. Ok.